cặp vợ chồng nhà Minh Nhựa và Mina Phạm thời gian gần đây có vẻ như ngày càng khẳng định sở thích và đẳng cấp với những bức ảnh chỉnh chu. Điều này dường như là để bù lại khoảng thời gian Mina bị cộng đồng mạng bóp mẻ chuyện đạo ảnh của nữ bút dơ người út thì phải. Và mới đây, trên trang cá nhân của mình, Mina đã đăng tải những tấm ảnh được chụp ở Bali trong chuyến du lịch gần nhất của hai người. Theo nhận xét của nhiều người, ảnh của gia đình Minh Nhựa rất đẹp và bối cảnh cũng vô cùng xinh xắn. Mina Phạm và những bức ảnh trót chuyến đi Bali. Vẫn là phong cách chỉnh sửa màu sắc có phần hơi lòn lọt nhưng Mina có lẽ cũng chẳng cần bận tâm đến lời nhận xét của người khác vì cái đó đã thuộc về phong cách của cô nàng rồi. Chỉ có điều, trong chuyến đi Bali này, Mina lại thêm cho mình một sở thích mới đó là chụp ảnh mạo hiểm. Đặc biệt, ở một vài bức ảnh, khoảnh khắc chân dinh của Mina và Minh Nhựa trên chiếc hồ bơi hoàn toàn có đủ sức khiến cho những người sợ độ cao phải dựng tóc gáy tấm hình khiến cho người sợ độ cao phải tết khiếp. Góc chụp độc đáo của vợ chồng Mina Phạm và Minh Nhựa Đúng là Mina càng ngày càng yêu nhất ảnh hơn khi liên tục khám phá ra những tư thế và góc chụp lạ lẫm. Có thể nói, hai bức ảnh trên có thể là nỗi sợ với nhiều người nhưng xét ở một góc độ nào đó thì cũng khá là nghệ thuật và hợp nhãn công chúng đó chứ.